Kinh văn Khẩu trung hảo ngôn, chư Phật ứng thế, mỗ xứ mỗ nhân, đương thị mỗ Phật, hóa thân lai thử, mỗ nhân tức thị, mỗ Bồ tát đẳng, lai hóa nhân gian, kỳ nhân kiến cố, tâm sanh phát ngưỡng, tà kiến mật hưng, trùng trí tiêu diệt. Việc dịch người ấy ưa nói chư Phật ứng hiện ra đời, người đó chỗ đó chính là vị Phật ấy hóa thân thị hiện, hoặc nói người kia là Bồ Tát hóa thân đến đây giáo hóa nhân gian. Hành giả nghe vậy, tâm sanh khát ngưỡng, tà kiến âm thầm lớn mạnh, trùng trí bị tiêu diệt giảng người ấy ưa nói chư Phật ứng hiện ra đời, miệng ma ưa nói chư Phật hiện thân nơi này nơi kia. Người bị ma gá ưa thích đi lang thang đây đó rồi lợi dụng vào việc lãng du ấy, nói về những việc huyền hoặc kỳ bí. Những chuyện nó nói quá ư là huyễn hoặc, khiến người ta khó tin. Anh ta nói, nay chư Phật đang ứng hiện thân ở thế gian để cứu độ chúng sanh anh ta nói người đó chỗ đó chính là vị phật ấy hóa thân thị hiện vị phật ấy đã ứng hiện thân ra đời nơi người ấy ở tại chỗ ấy nó nói ông ấy chính là đức phật như vậy như vậy đã hóa thân đến nơi ấy để cứu độ muôn loài hoặc nói người kia chính là bồ tát hóa thân đến đây để giáo hóa nhân gian thí như có người đệ tử của tôi tên cát lợi kể lại rằng đệ tử sa ma lâu tát bảo rằng thầy mình sa ma lâu tát là một vị bồ tát thật là lố bịch đó là loại bồ tát gì bồ tát ma trăng họ chỉ được lừa dối người tôi sẽ nói cho quý vị rõ một đức phật hay một vị bồ tát không bao giờ nhận mình là phật hay bồ tát lại càng không bao giờ để đệ tử mình đi quảng cáo mình thầy tôi là bồ tát Quý vị đừng bao giờ nói về thầy của quý vị như vậy cả. Tại sao quý vị lại đi nói rằng thầy của mình là Phật? Quý vị không bao giờ được nói về tôi như vậy. Chẳng phải tôi đã từng nói với quý vị rằng tôi là con ma hay sao? Chỉ nên nói về thầy của quý vị là một con ma. Tôi không muốn được gọi là Phật hay Bồ Tát. Thật đáng thương xót cho những người này. Ở đây họ lại nói rằng đây là một vị Bồ Tát hiện thân đến để giáo hóa chúng sanh trong thời mạt Pháp. Người tu hành thấy vậy tâm sanh khát ngưỡng vì những người ấy có hiểu biết còn non nớt không thực hiểu về Phật Pháp. Họ nghĩ rằng, ồ ông ta là một vị Bồ Tát. Hay quá, hãy nhanh chóng đến nghe ông ta giảng Pháp và xin làm đệ tử. Ví như ngày hôm qua có vài người đến nghe trộm Pháp Tôi hỏi ai là thầy của họ, họ trả lời người ấy, người ấy. Đó là một trường hợp liên quan đến điều đang nói, tâm họ ngập tràn sự khát ngưỡng hâm mộ. Ta nên lại xin vị Bồ Tát ấy làm thầy và xin thân cận học hỏi Pháp Bồ Tát nơi thầy. Vì ông ta là Bồ Tát nên tất nhiên những đệ tử học Pháp với ông ta cũng thành Bồ Tát như một kết quả tất yếu. Ta kiến âm thầm lớn mạnh dần dần ta kiến trở nên dày cộm hơn và trùng trí bị tiêu hủy trùng trí của phật và các loại trí tuệ đều bị tiêu hủy hạt giống của trí tuệ bị tiêu diệt rồi thật là nguy hiểm